Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái cảnh báo tốc độ trên Google Maps nha. Thì để sử dụng tính năng cảnh báo tốc độ trên Google Maps thì các bạn cần phải cập nhật ứng dụng bản đồ của các bạn lên phiên bản mới nhất từ App Store hay là Google hay là từ Play Store nha. Thì sau khi các bạn cập nhật lên rồi thì các bạn hãy mở cái ứng dụng Google Maps lên. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào biểu tượng avatar ở bên trên góc phải màn hình điện thoại nha. Thì mình sẽ chọn vào. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cài đặt. Ngay phần này mình sẽ chọn vào cài đặt. Tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống dưới và các bạn hãy chọn vào cái phần là cài đặt cách đi theo chỉ dẫn nha. Là ở phần này thì các bạn hãy click vào cài đặt cách đi theo chỉ dẫn. Rồi tiếp theo là các bạn lướt xuống phía dưới và trong cái phần là tuyển chọn lái xe, nó có cái phần là tốc độ, đồng hồ tốc độ, thì các bạn hãy bật cái tính năng đồng hồ tốc độ lên bằng cách là chọn vào cái thanh trạng thái màu xám này và bật lên bằng cách là gạt sang bên phải để bật cái đồng hồ tốc độ lên nha các bạn. Thì khi mà các bạn bật cái tính năng đồng hồ tốc độ lên như thế này á thì bạn sẽ thấy một biểu tượng đồng hồ đo tốc độ xuất hiện trong hành trình của mình. Thì tuy nhiên có một số lưu ý dành cho các bạn khi sử dụng tính năng này, như là đồng hồ tốc độ của ứng dụng Google Maps chỉ được hiển thị cho mục đích thông tin. Thì để biết chính xác tốc độ lái xe thực tế thì các bạn hãy kiểm tra đồng hồ tốc độ trên phương tiện của mình nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn các bước để xem tốc độ di chuyển trên Google Maps rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.